Chia sẻ với bà con một ít tin tức về cái tình hình Biển Đông. Vâng, tình hình Biển Đông của chúng ta. Nó có một nhiều cái động thái mới đối với từ phía Trung Quốc. Và có một số bạn nếu mà quan tâm đến cái chủ đề vấn đề các cái chiến lược và các cái thái độ của Trung Quốc gần đây. Và ngoài cái chuyện là Trung Quốc gần đây đầu tư cái tuyến đường sắt ấy, ở ven phía Biển Đông đó, rồi cái phía mà đi dọc dọc cái biên giới phía Biển Đông của chúng ta, và các cái các bạn biết là trên các cái trang tin trong nước và quốc tế thì có đưa tin tàu sân bay Liêu Ninh của họ, cái tàu bay rác mà họ nhập từ Ukraine về để họ làm cái tàu sân bay đó, thì họ đã đang có chiến lược là sẽ cho xuống Biển Đông. Vâng, thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái tin về cái chuyện là họ đang, phía Trung Quốc đang chuẩn bị đem tên lửa, vâng, đem rất nhiều tên lửa xuống các cái đảo nhân tạo ở phía Trường Sa mà họ đã chiếm và họ bồi đắp, họ xây dựng đảo. Và giờ thì họ đang có kế hoạch là chuyển rất nhiều tên lửa tầm ngắn, tầm trung, tầm xa đến các cái hòn đảo nhân tạo và bố trí để có thể đánh chặn những cái tên lửa tầm xa để đánh chặn máy bay, tên lửa tầm trung và tầm gần thì có thể là tấn công đảo và tấn công vào đất liền trong cái khoảng cách 400 km trở lại. Các bạn biết Trường Sa, mà từ Trường Sa đảo lớn mà về đến phía bờ của chúng ta thì chỉ khoảng 390 km, chưa đến 400. Đó, thì việc mà Trung Quốc bố trí những cái tên lửa tầm xa tầm 400 km đánh chặn phòng không ấy, thì đó là một cái ý đồ, họ lộ rõ ý đồ. Vâng, thực ra thì cái tin chính thức thì qua cái hãng tin Fox News ngày 24 tháng 12 dẫn lời các cái quan chức của quân đội Mỹ cho biết thì Trung Quốc sẽ đưa hàng trăm cái tên lửa đất đối không ra các cái đảo nhân tạo này. Thế cái đảo thì họ, các bạn biết rằng là họ chiếm của mình Trường Sa, cái khu Gạc Ma và một loạt, sau đó là 1988, cái ngày 588 thì họ chiếm và tấn công cái đảo Gạc Ma của chúng ta, và họ đã bắn chết 64 chiến sĩ của chúng ta. Sau đó thì họ lần lượt liên tiếp họ chiếm thêm các cái hòn đảo khác, và họ bồi đắp trong vòng từ những cái năm gần đây thì theo như các anh trong một cái buổi hội thảo, tôi hội thảo với anh Hoàng Ngọc Giao, anh tổ chức một hội thảo ở chỗ Viện Khoa học Xã hội, chỗ 39 Hàng Buồm, gồm các rất nhiều các diễn giả. Để anh Giao cho biết rằng từ 2012 đến 2015 thì những cái đảo mà họ chiếm, Trung Quốc họ chiếm và bồi đắp xây dựng ở Trường Sa, trong cái quần đảo Trường Sa chúng ta, nó tăng diện tích lên rất là nhiều. Vâng, thế thì cái động thái mà làm trong cái chiến lược tằm ăn dâu của Trung Quốc, họ cứ lẳng lặng họ làm và họ bỏ ngoài tai tất cả những cái phản đối của ngoại giao Việt Nam. Như các bạn biết ấy, thì một năm thì có đến nhiều lần ngoại giao Việt Nam cho cái anh Hải Bình đứng lên và tuyên bố, đưa những cái tuyên bố là phản đối cái việc Trung Quốc xâm lấn, rồi là bồi đắp, rồi là có những cái hành vi gây hấn, tấn công ngư dân ở các cái khu vực vùng biển quanh Hoàng Sa và Trường Sa. Thế thì cái số tên lửa mà theo như cái tin từ Fox News của Mỹ, quan chức quốc phòng ấy cho biết là cái lượng tên lửa nó đang chuẩn bị tập kết xuống cái khu vực mà đảo bồi đắp này, đảo lấn chiếm trái phép của Việt Nam này, thì hiện giờ nó đang tập kết ở khu vực trên cái đảo Hải Nam đó. Thì cái số tên lửa, một cái quan chức quốc phòng của Mỹ cho biết là cái số tên lửa này nó có khả năng nó đến khoảng 500, số 500 đó, được phát hiện bởi các cái vệ tinh quân sự của Mỹ đó. Thì hiện giờ thì các cái lượng tên lửa lớn này đang tập kết ở khu vực đảo Hải Nam, và Trung Quốc tiết lộ rằng là cái việc tập kết ở đó là chủ yếu để cho dành cho tập luyện đó, tập luyện cho các cái lực lượng. Thế nhưng mà tôi cũng được biết rằng những cái số tên lửa nó gồm nhiều loại. Theo như quan chức quốc phòng Mỹ và các cái hãng tin Fox News cho biết ý, thì cái số tên lửa nó gồm nhiều loại lắm, tầm gần, tầm trung và có cả tầm xa. Những cái tên lửa tầm xa như là XA-21
Đó, cũng có khả năng mà tiêu diệt máy bay ở khoảng cách hơn 400 km. Tức là các bạn hình dung là ở khu vực Trường Sa thì có thể tấn công vào tận đất liền của Việt Nam. Đó, khu vực miền Trung, đặc biệt nếu mà ở Trường Sa thì nó rất gần khu vực Khánh Hòa. Đó, thì có thể tấn công 400 km thì nó quá là nguy hiểm. Có nghĩa là máy bay của chúng ta ở đất liền ấy, ở sân bay cũng có thể bị tấn công bởi cái tên lửa XA-21 này. Đó. Thì ngoài ra trên đảo họ còn đang bố trí các hệ thống tên lửa như là CSA-6B có tầm bắn ngắn và HQ-9 có tầm bắn hơn 200 km. Đó, hơn 200 km các bạn hình dung này. Trong trường hợp mà Trường Sa, họ bố trí ở Trường Sa những cái khu vực đảo mà gần phía tây Trường Sa thì nó chỉ khoảng trên dưới 300 km. Đó, trên dưới 300 km là đến đất liền của ta rồi. Lý Sơn thì còn gần hơn. Đó. Thế thì cái đây là một cái thái độ và những cái biểu hiện của Trung Quốc. Họ đang dùng các chiến lược tằm ăn dâu, theo như là các quan sát viên và các cái nhà nghiên cứu khu vực châu Á cho biết thì đây là nằm trong cái chiến lược tằm ăn dâu của Trung Quốc. Và ngay cả sau khi cái phán quyết của tòa PCA đối với cái việc mà vô hiệu hóa đường lưỡi bò thì đến thời điểm này thì họ vẫn cứ liên tiếp họ triển khai và họ có những cái động thái gia tăng cái gây hấn và gia tăng cái độ nóng của khu vực Biển Đông, từ cái việc mà làm đường sắt sát đường biên, các cái vành đai biên giới, vành đai ở Biển Đông ấy, xung quanh Biển Đông ấy, đường sắt là một vận chuyển để nó gia tăng cái giao thông mà. Và cái con tàu Neo Linh, tàu sân bay của họ ấy, họ đang có chương trình và họ cũng đã thông báo để cho xuống Biển Đông. Đó. Thì đây là những động thái mà chúng ta các nhà quan sát và những cái anh em báo chí và những cái người mà nghiên cứu mà quan tâm đến Biển Đông thì cần nắm được. Đó. Và những cái chuyện mà họ các cái tiếp diễn những cái căng thẳng ấy suốt thời gian qua ấy, đó, họ gây ra, họ làm rất nhiều những cái việc mà kích động và chọc tức. Chẳng hạn họ cho những cái máy bay mà họ nói là chưa máy bay đưa cái máy bay ném bom hạt nhân ấy, đi vòng quanh Biển Đông mà theo cái như là cái đường lưỡi bò của họ ấy. Mà cái đường lưỡi bò thì đã bị tòa PCA phán quyết là vô giá trị. Thế nhưng họ cái việc mà thực thi cái việc phán quyết của tòa thì họ không hề có động thái gì hết, thậm chí là họ phản đối, họ có những động thái mà đi ngược lại cái chuyện là phán quyết của tòa. Gần như họ thách thức, đó, họ thách thức. Thì những cái gần nhất thì họ đưa cái máy bay ném bom, họ nói là đưa cái máy bay ném bom hạt nhân đi vòng quanh đường lưỡi bò, đó là một cái thách thức. Và các cái phản đối của các quốc gia liên quan, đặc biệt là phía Việt Nam rất yếu ớt, chỉ là phản đối, chỉ lên tiếng cho anh Hải Bình đứng lên phản đối, nó giống như một cái băng, mở một cái băng, cứ quan ngại và cứ phản đối mãi. Thế đó thì những cái động thái đó thì cho thấy là cái sự liều lĩnh và quyết liệt của Trung Quốc. Đó. Họ thể hiện là họ rất là liều lĩnh và manh động, quyết liệt. Thế thì các bạn biết là trong cái thời gian đầu năm vừa rồi ấy, thì người Trung Quốc họ cũng làm rất nhiều thứ. Họ có nhiều cái động thái ngay từ khi mà chưa có cái phán quyết của tòa PCA thì họ cũng đã đưa tên lửa ra cái đảo Phú Lâm này. Đó. Rồi họ triển khai các cái việc bồi lấp liên tục những cái hòn đảo, và thậm chí là những cái pháo, trận địa pháo đã được các cái vệ tinh quân sự của Trung Quốc họ triển khai kiểm tra, và vệ tinh quân sự của phía Mỹ, tôi xin lỗi, là họ quan sát và họ cho biết rằng là những cái hòn đảo bồi lấp ấy, họ bố trí cả những cái trận địa pháo xung quanh. Đó, các bạn xem trên Google những cái bản tin ấy, thì liên tục có những cái bản tin về sự gia tăng. Đấy, gia tăng cái bố trí các cái tiềm lực quân sự ngay ở các cái đảo bồi lấp mà đã chiếm của Việt Nam, tức là ở phía Trường Sa chứ không phải phía Hoàng Sa đâu. Trường Sa tức là nó ngang ở dưới phía Khánh Hòa đi ra, cách Khánh Hòa Nha Trang của chúng ta chỉ khoảng 350 cây hoặc là 390 cây. Đó, họ bố trí, họ gia tăng cái tiềm lực quân sự, pháo, những trận địa pháo ở những cái hòn đảo được bồi lấp đó. Và các cái bây giờ họ những cái chuyện mà mang tên lửa ra đảo Phú Lâm, hoặc là bố trí chuẩn bị họ tập kết những cái hàng 500 tên lửa mà tầm xa rồi tầm gần tầm trung tiếp tục trong cái thời gian tới, thì đây là những cái động thái rất quyết liệt, và họ thể hiện cái ý đồ mà quyết tâm áp sát, mà có thể họ đánh chiếm, họ cướp tất cả những cái hòn đảo còn lại ở Trường Sa. Và cái ý đồ của họ là thể hiện họ bay diễu những cái máy bay mang bom vòng quanh đường lưỡi bò
Thì đấy nó thể hiện là cái sự ngang ngược và thách thức cái phán quyết của tòa trọng tài, thách thức với tất cả các quốc gia ở trong khu vực Biển Đông và những cái nước, những quốc gia mà liên quan đến cái quyền tự do hàng hải tại khu vực hải phận quốc tế. Thế thì đây là những cái động thái mà nếu mà các bạn mà những ít quan sát ấy, thì thấy nó cái độ không để ý thấy cái độ nóng, nhưng chúng tôi là những người mà quan sát liên tục cái tình hình ở Biển Đông và những cái diễn biến của Trung Quốc. Ngay từ sau cái việc tòa PCA phán quyết ấy, thì chúng tôi thấy cái sự gây hấn và cái chiến lược ấy, nằm trong cái chiến lược dài hạn tằm ăn dâu tính từ năm 1974 đến bây giờ, từ khi họ cướp Hoàng Sa của chúng ta từ sự quản lý của Việt Nam Cộng Hòa đến nay. Tiếp đến là cái 88 Gạc Ma, họ chiếm Gạc Ma và liên tiếp sau 88 họ lấn chiếm, họ cướp tiếp nhiều hòn đảo trong cái quần đảo Trường Sa. Và gần đây thì họ liên tục bồi lấp và gia cố xây dựng những cái công trình, những cái căn cứ quân sự ở trên các cái hòn đảo lấn chiếm mà bồi lấp. Thì đây là những động thái không thể là cho rằng đó là những cái hành vi hợp pháp. Đó. Thế những cái quan sát của chúng tôi thì thấy cái sự phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam, đặc biệt là phía chính phủ, các thời chính phủ từ thời Anh Dũng cho đến nay là thời Anh Phúc, thì những cái phản ứng ấy rất là nhẹ, rất là hời hợt và mang cái tính là gọi là có, phản ứng gọi cho là có thôi. Đó. Thế thì tôi nghĩ rằng việc mà Hoàng Sa, để mà giải quyết vấn đề Hoàng Sa, nhiều lần tôi nói ở trên các diễn đàn ấy, để chúng ta giải quyết được vấn đề Hoàng Sa tồn tại từ năm 1974, đó, thì chúng ta cần có sự tham gia của bên cái Việt Nam Cộng Hòa, vì thời điểm đó về mặt pháp lý Việt Nam Cộng Hòa đang là người quản lý cái Hoàng Sa, đó. Thế và những cái tuyên bố mà khi mà Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa là 19 tháng 1 năm 1974, nó vẫn còn nằm nguyên ở trên bàn của Liên Hợp Quốc. Và việc sau khi tiếp cận tất cả những cái bàn giao lại từ phía Việt Nam Cộng Hòa năm 1975, tức là phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và chúng ta tuyên bố là thống nhất đất nước, thì việc tiếp quản toàn bộ những cái lãnh thổ, lãnh hải thời Việt Nam Cộng Hòa quản lý, bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, thì trách nhiệm đó thuộc về Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó, thế là cái việc mà đưa vấn đề Hoàng Sa ra quốc tế, đó là trách nhiệm, một phần trách nhiệm của chính phủ Anh Phúc bây giờ, hiện nay. Đó. Tất cả những cái thời điểm của những chính phủ của những anh trước ấy, thì ông Khải, ông anh Dũng khóa trước cũng chưa có những cái động thái gì để đưa Trung Quốc ra quốc tế để giải quyết vấn đề Hoàng Sa. Thì đó là những cái việc mà chúng tôi vẫn đang theo dõi, vẫn liên tục mong muốn và yêu cầu chính phủ, những cái chính phủ hiện thời để có những động thái rõ ràng và khẩn trương đưa vấn đề Hoàng Sa ra quốc tế. Đó. Và Trường Sa cũng vậy, chúng ta phải có những cái vấn đề đưa ra quốc tế, chứ không thể là chúng ta cứ để im và chúng ta chỉ có phản đối lấy lệ và cứ mở băng phản đối quan ngại mãi như thế được. Thì đấy, tôi điểm một số cái thông tin trong vòng từ đầu năm trở lại đây, những cái động thái gây hấn và từ những cái trang, từ những cái nguồn tin từ phía quốc phòng, quan chức quốc phòng Mỹ và các cái hãng tin rất là uy tín như là Fox News, rồi số trang tin khác của, vì các bạn biết rằng cái tiềm lực về quan sát biển và hải ở Hải Dương và cái không phận ấy, thì chúng ta hiện giờ thế giới cũng chưa có ai có thể qua mặt được quốc phòng của Mỹ. Thế chúng ta vẫn, các nhà báo Việt Nam ấy, thì vẫn thường xuyên lấy những cái nguồn tin từ đó. Và hiện giờ thì chúng ta thấy cái mức độ gia tăng gây hấn ấy, nó thể hiện rõ qua những cái hành vi mà phía Trung Quốc liên tục gây hấn đối với ngư dân của chúng ta trên vùng biển. Đó. Tại vì những cái nguồn tin về quân sự thì chắc là các bạn không ai, rất là ít anh em nhà báo được ra để quan sát cái khu vực Trường Sa. Thì lâu rồi, từ mấy năm trước, thì có 1-2 năm trước tôi thấy có anh Hải, Mai Thanh Hải, báo Thanh Niên, thì có lần cũng ra và quay phim được những cái hiện trường thi công công trường ấy. Thì ra cái khu vực đảo Trường Sa lớn và có quan sát ở phía Gạc Ma, thì có thấy đó, những cái bức ảnh ở trên Thanh Niên do anh Mai Thanh Hải, anh ấy tác nghiệp, những cái bức ảnh về cần cầu, rồi là cầu tháp, những công trình xây dựng ngổn ngang của Trung Quốc ở phía các cái đảo quanh Trường Sa của chúng ta, trong cái quần đảo Trường Sa, và cái khoảng cách rất gần, một vài cây số thôi, đó, họ xây dựng rất rất là ngổn ngang. Thế thì đó, chính nguồn tin nó rất là ít, rất là hiếm,
và cũng lâu rồi chúng ta không thấy trên truyền thông của Việt Nam, không thấy những cái hình ảnh và những cái các cái tờ báo của chúng ta đưa tin hay là có những cái chi tiết về tình hình ở khu vực Trường Sa hiện giờ ra sao. Và những cái thông tin như tôi nói với các bạn, những cái chuyện về chi tiết về những cái con số ở khu vực quần đảo Trường Sa mà chúng ta trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây, và những cái để biết là những cái gia tăng gây hấn, gia tăng mà xâm chiếm và bồi đắp trái phép của phía Trung Quốc, thì các bạn, tôi nghĩ là các bạn rất là ít người biết, trừ những cái anh nghiên cứu, ví dụ anh những cái anh mà nghiên cứu và liên quan đến vấn đề Trường Sa, ví dụ anh Hoàng Ngọc Giao đó, thì hôm nào tôi cũng sẽ gặp lại anh Hoàng Ngọc Giao và tôi xin lại tất cả những cái tài liệu mới nhất về vấn đề luật quốc tế và vấn đề tình hình Biển Đông để tôi có thể lại live stream và chia sẻ với các bạn thông qua những cái trang, những cái file tư liệu có thể là dùng PowerPoint để cho các bạn xem cùng, để các bạn, một số bạn là quan tâm đến những cái tình hình mà luật luật Biển Đông, cái luật quốc tế và cái tình hình Biển Đông của chúng ta, thì các bạn có thể theo dõi. Vâng, thế nhân lúc rảnh rỗi thì cũng muốn chia sẻ với các bạn một số thông tin về cái tình hình Biển Đông đến thời điểm này. Vâng, rất mong là các bạn nhiều bạn quan tâm, nhất là đặc biệt là những bạn phóng viên báo chí quan tâm và liên tục có những cái kênh thông tin để chúng ta có những cái nguồn tin chi tiết về cái tình hình gây hấn và gia tăng sức ép, tăng cái độ nóng và khiêu khích của phía Trung Quốc ở trên khu vực lãnh thổ của chúng ta, kể cả những cái vùng lãnh thổ mà đã bị cưỡng chiếm và những lãnh thổ đang có nguy cơ bị tấn công và cưỡng chiếm. Vâng, xin chào các bạn, tôi sẽ quay trở lại với các bạn trong những cái chủ đề khác nữa. Vâng, xin chào.